Tiếp theo đến mẫu chuyện thứ tư, quy y với ai. Khởi đầu trận đệ nhị thế chiến ở Trung Hoa, tai nạn đói kém tràn lan khắp nước. Bây giờ lại bắt phần Việt Nam, đồng bào ta cũng vì nạn đói mà phải chết hàng triệu. Đức thầy cảm thấy có trách nhiệm cứu nguyên dân nước, nên ngài rời Sài Gòn để trở về miền Tây, nơi có những cánh đồng bao la, dân cư trù phú. Cuộc đi này mệnh danh là khuyến nông, vì ngài quan niệm rằng muốn cứu khỏi tai nạn của nước nó già mưa dài là trước đầu tiên. Trên khoảng đường đi từ Rạch Giá trở về Long Xuyên, đức thầy có ghé lại cống số 5 thuộc xã Thạnh Đông, quận Kiên Tân, nay là chợ Tinh Tá Cái Sắn. Hôm ấy là ngày 17 tháng 5 năm Ất Dậu 1945. Bây giờ các ban trị sự cùng tín hữu xa gần lũ lượt kéo đến nghe đức thầy thuyết pháp. Mở đầu cuộc thuyết giảng, đức thầy khuyên nhắc đồng bào nên nỗ lực canh tác ruộng rẫy để trợ giúp lẫn nhau, nhất là trận lính trận giặc đói đang hoành hành tại miền Bắc. Kế đó ngài giải bài cách hành đạo của người cư sĩ tại gia. Mẫu tín đồ cần phát triển cả hai phương diện, vừa sốt sắng lo làm ăn và vừa lo tu hiền chân chất, có thế mới vượt qua cảnh nghèo đói chiến tranh sắp tới. Sau đó ngài đề cập đến vấn đề tín ngưỡng quy y, ngài cất tiếng hỏi lớn: trong bổn đạo có ai biết mấy chữ quy y theo mấy ngày? Trong bài quy y mà tôi đã viết là bảo quy y với ai và làm gì không? Im lặng một phút, đức thầy chờ đợi chẳng thấy ai trả lời, ngài bèn nói tiếp: quy y theo mấy ngày có nghĩa là mấy ngày lúc trước tu những hạnh đức gì mà được đắc quả thần thánh hay tiên Phật, bây giờ mình muốn chứng đắc quả gì trong số các ông ấy thì phải hành y theo đức hạnh của ông ấy để sau này đắc thành ngôi vị như ông. Chuyện chỉ như vậy có gì đâu mà không hiểu. Nghe qua ai nấy đều vui mừng cởi mở, viết theo lời ông Nguyễn Thiện Hòa. Phụ bài: xưa nay số phát tâm quy y đầu Phật, có lắm người chưa hiểu rằng ý nghĩa của hai chữ quy y, nên họ có những mong cầu khác biệt nhau. Kẻ thì mong trời Phật ban cho mình hạnh phúc, làm ăn khá giả, con cháu đầy nhà; người lại cầu vọng các đất thiêng liêng, giúp cho những phép linh sống lâu yên ổn hoặc thi cử đắc thành, vân vân. Do đó mà họ chỉ lo nguyện cầu lễ mễ, chứ chẳng chịu cố gắng trì hành lời pháp giáo của tổ thầy. Quy y như thế thật quá sai lầm. Bởi vì Phật trời đâu dùng phép linh, chỉ dùng đạo đức mặc tình ghét ương, hoặc là coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó giấc nhiều. Đằng khác có người lại không nhận xét kỹ bài nguyện quy y, họ chỉ hiểu một cách phiến diện theo quan niệm riêng mình, nên khi đọc đến câu nguyện quy y theo mấy ngày thì có người nhận rằng đã là một tín đồ đạo Phật thì quy y theo Tam Bảo Phật Pháp Tăng, chứ đâu có quy y với các bậc khác được. Người khác nhận rằng chữ quy y theo mấy ngày đây là đức thầy bảo quy y theo chư quan tự, chớ chưa được quy y Phật. Thế rồi họ cứ tranh luận bài bác lẫn nhau, chẳng khác nào câu chuyện mù rờ do thở nọ. Đức thầy cũng đã hiểu biết quan niệm sai lầm thiên chấp của các hạng người nói trên, nên lúc còn ở tổ đình, trong một buổi thuyết pháp, ngài có dạy tín đồ: biết đạo là điều quý,
Nhưng từ trước đến nay phần đông người ta quy y là chỉ để y. Các người nên sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Rồi trong bài Lời Khuyên Bổn Đạo, Ngài cũng bảo: Nhưng các trò tuy lòng ngộ đạo, chớ chưa hiểu rằng nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là vâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta phải làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá vâng lời. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đối với hạng người còn thiên chấp thì Đức Thầy đã quyết nghi cho họ bằng những câu: Tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Thế là đâu phải Ngài dạy quy y riêng với một bậc nào, mà cứ tùy theo căn cơ và trình độ giác ngộ của mỗi người. Chứng cứ là Ngài có diễn rõ trong những đoạn giảng sau đây, để tùy bậc mà nên, tùy duyên mà quá độ. Tìm cực lạc đây rành đường hồ, hãy mau mau tu tình mới màu. Cánh niết bàn là nơi cứu cánh, về chốn này ta lánh hồng trần. Dẫu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quân. Phước nhiều và xét theo pháp môn hành đạo trong giáo lý Phật giáo hòa hảo, ta thấy rằng hãy ai tu được bốn đại đức từ bi hỷ xả thì chứng quả Phật đắc niết bàn, hành bát chánh đạo thì được giải thoát chứng bậc A La Hán, hành trì pháp môn niệm Phật thì giảng sanh cực lạc. Ai tu phước ắt được về cõi tiên, trung quân ái quốc, thành thần thánh. Người hiền thì được dự hội long hoa, sống đời muôn thượng. Còn kẻ nào quý y mà chẳng hành y thì khỏi nói, chắc ai cũng biết như thế nào. Cho nên Đức Thầy mới giải thích chữ quý y theo mấy ngày, là ai muốn chứng đắc một trong các bậc Phật tiên thần thánh thì cứ hành y theo hạnh đức của các vị ấy, tức được kết quả quý y thì